Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học tiếng Việt lớp 2, bộ sách Trân trời sáng tạo cùng trang web olm.vn. Các con thân mến, chúng ta đang ở chủ đề mang tên Bác Hồ kính yêu. Ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng tiếp tục đi tìm hiểu về bài Ai ngoan sẽ được thưởng. Ở phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi học viết chữ a hoa kiểu 2. Ở hình ảnh này, chúng ta có thể quan sát thấy chữ a hoa kiểu 2 gồm hai nét, nét 1 là nét cong kín giống với chữ o hoa và nét 2 là nét móc ngược phải. Về kích thước thì chữ a hoa kiểu 2 có chiều cao là 2 ô ly rưỡi và chiều rộng là gần 3 ô ly. Bây giờ các con hãy quan sát video sau để nắm được cách viết của chữ a hoa kiểu 2 nhé. Vậy là qua video vừa rồi, các con đã nắm được cách viết của chữ A hoa kiểu 2 rồi, đúng không nào? Vậy bây giờ, các con hãy thực hiện câu hỏi tương tác sau để cô kiểm tra lại các con một chút về chữ A hoa kiểu 2 nhé. Các con hãy luyện viết chữ này vào vở thật nhiều lần bởi chữ a hoa kiểu 2 có nét cong kín là một nét rất khó để chúng ta có thể viết sao cho thật tròn và đẹp. Vì vậy, các con hãy luyện viết thật nhiều nhé. Và khi học về chữ a hoa kiểu 2, chúng ta cũng sẽ viết câu ứng dụng là câu Ai cũng đáng yêu. Câu ứng dụng này muốn nói với chúng ta rằng bất kỳ ai cũng đều có những nét đáng yêu, đáng quý và đáng trân trọng riêng. Cùng với chữ a hoa kiểu 2 thì các con cũng hãy luyện viết câu ứng dụng này vào trong vở tập viết của mình nhé. Nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta có nội dung như sau, ở đây cô sẽ có một số nhiệm vụ yêu cầu và các con sẽ thực hiện nó. Yêu cầu đầu tiên là chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng ở đây cô có hai thẻ màu thẻ màu hồng có chứa các từ ngữ chỉ những bộ phận của cơ thể người như mái tóc đôi mắt nụ cười nước da còn ở thẻ màu xanh chứa các từ ngữ chỉ đặc điểm của những từ ở thẻ màu hồng như ấm áp hồng hào tinh anh và bạc phơ ở đây thì cô có ghép mẫu từ mái tóc ghép với từ bạc phơ để chúng ta được cụm từ mái tóc bạc phơ vậy bây giờ với ba cặp từ ngữ còn lại các con hãy ghép sao cho để chúng tạo thành những cụm từ phù hợp nhé chúng ta sẽ ghép như sau mái tóc ghép với bạc phơ như mẫu cô đã nói ở phần trước đôi mắt thì ghép với tinh anh chúng ta được cụm từ đôi mắt tinh anh nụ cười ghép với ấm áp chúng ta được cụm từ nụ cười ấm áp và cuối cùng nước da ghép với hồng hào chúng ta được cụm từ nước da hồng hào qua nhiệm vụ này cô mong rằng các con cũng sẽ có thêm được những từ ngữ chỉ đặc điểm của một số bộ phận ở cơ thể người chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu tiếp theo ghép các tiếng dưới đây thành từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác hồ ở đây cô có hình ảnh của bốn bông hoa sen trong mỗi bông hoa sen lại chứa một tiếng bông hoa sen thứ nhất chứa từ kính Bông hoa sen, bông hoa sen thứ nhất chứa tiếng kính, bông hoa sen thứ hai chứa tiếng yêu, bông hoa sen thứ ba chứa tiếng quý và bông hoa sen thứ tư chứa tiếng mến. Vậy từ những tiếng này, chúng ta có thể ghép được những từ gì chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ nhỉ? Các con hãy thực hiện giúp cô điều đó qua câu hỏi tương tác sau. chúng ta có thể ghép thành một số từ ngữ như tiếng kính ghép với tiếng yêu chúng ta được từ kính yêu tiếng kính ghép với tiếng mến chúng ta được từ kính mến tiếng yêu ghép với tiếng quý chúng ta được từ yêu quý tiếng yêu ghép với tiếng mến chúng ta được từ yêu mến tiếng quý ghép với tiếng mến chúng ta được từ quý mến và tiếng mến ghép với tiếng yêu, chúng ta được từ mến yêu. Vậy là chỉ với bốn tiếng, chúng ta đã ghép được rất là nhiều từ ngữ chỉ tình cảm của thiếu nhi với bác Hồ, đúng không các con? Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một nhiệm vụ liên quan đến nhiệm vụ này, đó là đặt 2 đến 3 câu về bác Hồ có sử dụng từ ngữ ở bài tập trên các con có thể lựa chọn một số từ ngữ chúng ta vừa tìm được để đặt những câu nói về bác hồ các con lưu ý là tất cả những câu này đều phải hướng về bác hồ nhé và bây giờ các con hãy đặt giúp cô qua câu hỏi tương tác sau chúng ta có thể đặt được một số câu như sau thiếu nhi cả nước luôn kính yêu bác hồ bác hồ là vị cha già kính yêu của dân tộc việt nam bác hồ rất yêu mến thiếu nhi vậy là trong ba câu này thì cô đã sử dụng hai từ ngữ chúng ta tìm được ở bài tập trên là kính yêu và yêu mến các con lưu ý khi đặt câu các con cần viết hoa chữ cái đầu câu và khi kết thúc câu thì chúng ta sẽ sử dụng dấu chấm các con thân mến ở video trước chúng ta đã cùng nhắc lại năm điều bác hồ dạy đúng không nào và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về một số việc làm của học sinh thực hiện năm điều bác hồ dạy trên màn hình cô đã ghi lại năm điều bác hồ dạy rồi vậy bây giờ các con hãy tìm giúp cô một số việc làm của học sinh thể hiện rằng học sinh đã thực hiện năm điều bác hồ dạy nhé các con có thể dựa vào từng điều này để tìm những việc làm phù hợp cô sẽ chỉ ra một số việc làm thể hiện rằng học sinh đã thực hiện năm điều bác hồ dạy như sau đó là chăm chỉ học tập giúp đỡ bạn bè vứt rác đúng chỗ biết nhận lỗi cô hy vọng các con cũng sẽ thực hiện tốt những điều này để trở thành những cháu ngoan bác hồ trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước và bài học ngày hôm nay của chúng ta cũng dừng lại tại đây cảm ơn tất cả các con đã chú ý quan sát và lắng nghe hẹn gặp lại các con ở những bài giảng tiếp theo cùng olm vn